Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết, trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lender điện thoại giá siêu hấp dẫn. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Và đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề được khá nhiều anh em trên kênh quan tâm, đó là vấn đề quên mật khẩu trên điện thoại, mà cụ thể là những chiếc iPhone. Thực sự mà nói thì việc quên mật khẩu iPhone, nói cách khác là iPhone bị dính passcode, chắc chắn phải xếp vào hàng thảm họa đối với các anh em có nhu cầu bám dính lên chiếc điện thoại của mình hàng ngày, hoặc cũng có một vài lý do khác nhau mà chúng ta không thể nhớ hoặc không biết mật khẩu chẳng hạn. Nói chung là đối với việc quên hoặc là không biết mật khẩu đã quá quen thuộc với các anh em sử dụng điện thoại iPhone rồi. Thực tế là cũng có cách để phá khóa một chiếc điện thoại iPhone bị mật khẩu. Và video này, mình sẽ bày cách cho anh em bằng việc sử dụng một phần mềm mang tên là For You Key của Tenorshare dành cho iPhone. Anh em có thể tham khảo key dùng thử miễn phí có giới hạn, hoặc nếu chậm chân thì có thể tham khảo giá đang sale của phần mềm này. Giờ cũng rất dễ mua, chỉ tầm một tuần nhịn phở là có key bản quyền sai mệt nghỉ rồi. Còn bây giờ sẽ là chi tiết về phần mềm cho anh em dễ hình dung. Bắt đầu nha! Về cơ bản thì như đã đề cập, phần mềm For You Key của Tenorshare sẽ giúp điện thoại của anh em vượt qua được lớp khóa bảo mật hay còn gọi là passcode của iPhone. Tức là trong trường hợp anh em nhập sai mật khẩu quá nhiều thì sẽ càng phải đợi lâu để mở khóa lần kế tiếp, càng sai thì càng lâu, nhẹ thì chờ thêm vài năm nữa, rồi thì nặng hơn là quên mật khẩu Apple ID nên chiếc iPhone khi đó sẽ chẳng khác gì cục gạch. Và cái phần mềm For You Key này sẽ giải quyết vấn đề trên cho anh em luôn. Bên cạnh đó thì điểm mạnh nữa của phần mềm For You Key này là nó rất dễ sử dụng, mà dễ đến mức nào thì mình sẽ trình bày luôn với anh em qua các bước ngay sau đây. Rất dễ thôi, mà nói hơi thẳng một tí là đến đứa trẻ con cũng làm được. Ví dụ như trong video này, mình sẽ demo cho anh em một chiếc iPhone 5C không nhớ passcode lẫn mật khẩu Apple ID. Các bước sẽ như sau. Bước 1, tải phần mềm về tại trang web đang hiển thị, khởi chạy và cài đặt như bình thường. Anh em có thể thấy ngay là giao diện phần mềm cực kỳ đơn giản với các nút lớn là Unlock Apple ID và Unlock Screen Passcode. Thế nên mình mới nói là đứa trẻ con cũng biết phải ấn vào đâu rồi. Bước 2, bạn đã kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB. Như anh em có thể thấy là ngay lập tức loại điện thoại, tên máy sẽ được phần mềm nhận dạng và nhận diện ngay. Điện thoại của anh em bị dính loại khóa nào thì ấn vào nút tương ứng. Ở đây là Unlock Screen Passcode. Sau đó ấn vào nút Start để bắt đầu chạy chương trình xóa passcode khỏi điện thoại. Bước 3. Tới bước này thì một số màn hình thông báo lẫn hướng dẫn sẽ hiện ra. Và thực tế là chúng ta cũng chẳng phải tự làm gì nhiều cả, chỉ làm theo hướng dẫn đã có sẵn mà thôi. Trong đó thì điều kiện tiên quyết là phải giữ kết nối giữa thiết bị iPhone với máy tính liên tục, cũng như là giữ kết nối Internet và không được rút cáp hoặc là ngắt kết nối mạng. Nếu không sẽ gặp lỗi không mong muốn. Do đó anh em nên chuẩn bị một sợi cáp tốt, hoặc là phải chắc chắn là cổng USB trên máy tính không bị chập chờn là được. Thời gian mở khóa không lâu, chỉ loanh quanh từ 3 đến 5 phút là sẽ xong. Khi đó thì phần mềm sẽ báo successful là đã bẻ khóa hoàn toàn chiếc iPhone của anh em rồi. Nhìn chung thì với 3 bước đơn giản như vậy là anh em đã có thể bẻ khóa thành công điện thoại iPhone rồi. Cần lưu ý là do điện thoại sau đó sẽ được thiết lập vào trạng thái bypass nên sẽ không dùng được một số chức năng. Tuy nhiên, nhìn chung thì đối với cá nhân mình mà nói thì phần mềm For You Key của Tenorshare sẽ rất là hữu dụng với các anh em có nhu cầu mở khóa điện thoại, đặc biệt là các anh em thợ hoặc là các anh em có lỡ quên hoặc là nhặt được iPhone và cần mở khóa khi khẩn cấp. Đại loại vậy, anh em có nhu cầu về key bản quyền về phần mềm này cho iPhone hoặc Android có thể tham khảo đường link bên dưới kèm câu thần chú bạn anh X để được giảm giá sập sàn. Đùa thôi nha. Và vậy thôi, trên đây là những hướng dẫn cũng như là chia sẻ của bọn mình về một phần mềm có thể bẻ khóa iPhone rất là hữu dụng. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy cứ để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.